Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo shortcut của một trang web mà bạn thường xuyên sử dụng ra màn hình desktop của máy tính Nếu mà các bạn chúng ta thường xuyên truy cập vào một web nào đó thì tốt nhất các bạn chúng ta tạo cho nó một cái shortcut shortcut hay còn gọi là lối dẫn tắt Giả sử như ở đây Tôi rất là thích đọc báo dân trí và tôi thường xuyên truy cập vào nó Nên ở đây tôi sẽ tạo cho nó một cái shortcut Nó nằm ở ngoài màn hình desktop của máy tính này Nó nằm ngoài màn hình desktop của máy tính Mỗi lần á tôi muốn đọc bài dân trí á thì tôi sẽ click vào biểu tượng skirt đó thì nó sẽ dẫn cho tôi đến cái trang web của bài dân trí. Thì để tạo skirt cho một trang web cụ thể nào đó, chúng ta có rất là nhiều cách. Tuy nhiên trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể tạo. Ba cách này cực kỳ đơn giản và ai cũng có thể làm được. Đối với cách đầu tiên á thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này. Nếu mà các bạn chúng ta sử dụng là Google Chrome thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tôi sẽ tạo cái circuit cho báo dân trí nằm ở trên màn hình máy tính thì tôi sẽ làm như sau này tôi sẽ bấm vào ba dấu chấm nó nằm ở góc trên cùng phía bên phải á các bạn bấm vào sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào công cụ khác tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tạo lối tắt này rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ đặt tên cho nó giả sử như ở đây tôi sẽ đặt tên cho nó là dân Trí rồi bây giờ tôi bấm vào tạo Sau đó tôi sẽ tiến hành là Tắt trang web này đi Bây giờ chúng ta sẽ ra màn hình chúng ta kiểm tra Ở đây á Nó đã có script của báo dân trí Bây giờ á Tôi muốn đọc bảo dân trí á Tôi chỉ cần là tích đúp vào biểu tượng script này Bây giờ tôi bấm vào này Thì các bạn thấy lúc này á Tôi đã truy cập được bảo dân trí Thì đối với chúng ta tạo script á Giúp chúng ta truy cập rất là nhanh Tương tự ở đây này Tôi muốn tạo kết cho báo VN Vred á. Thì tôi cũng làm tương tự. Chọn vào ba dấu chấm. Sau đó rê chuột vào công cụ khác. Tiếp theo chọn vào tạo lối tắt. Ở đây á, tôi sẽ đặt tên cho cái kết này là VN Vred tạo. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ra màn hình chúng ta kiểm tra. Lúc này á, nó sẽ xuất hiện là biểu tượng kết của báo VN Vred. Bấm vào đó là cách đầu tiên Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai Để các bạn chúng ta có thể là tại biểu tượng sơ kết cho trang web mà các bạn chúng ta thường xuyên sử dụng Rồi giờ sử như ở đây Tôi sẽ tạo cái sơ kết cho báo trên 14 Bây giờ tôi sẽ thu nhỏ trên duyệt lại này Các bạn chúng ta sẽ chọn vào ổ khóa này Nó gần địa chỉ URL của trang web đó Sau đó các bạn chúng ta giữ chuột trái Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ kéo ra màn hình desktop này đó như vậy là tôi đã tạo ra được một cái sketch bây giờ tôi sẽ tắt cái trang web này đây này bây giờ tôi muốn truy cập nhanh vào trang 14 á tôi sẽ kích đúp vào đây bạn thấy không nó truy cập rất là nhanh đó là cách thứ hai và cách thứ ba này giả sử như ở đây tôi sẽ vào báo 24 giờ rồi bây giờ á để tạo skirt á thì các bạn chúng ta sẽ lưu trang web này lại ví dụ như là bấm tổ phím là Ctrl S sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn lưu ở mạng hình desktop tiếp theo các bạn chúng ta sẽ đặt tên ví dụ như là báo 24 giờ yeah. đó bây giờ các bạn chúng ta bấm sell này rồi sau đó các bạn chúng ta chú ý nha nhớ là nó đau về thành công á thì các bạn chúng ta mới tạo được thành công nha bây giờ tôi sẽ ra màn hình desktop để tôi kiểm tra này đây, báo 24 giờ đây. Đó, lúc này tôi đã tạo được một biểu tượng kết cho báo 24 giờ. Giả sử như đây tôi sẽ tắt trang web này đi. Tôi muốn truy cập nhanh vào báo 24 giờ thì tôi chỉ cần là click đúp vào báo 24 giờ này. Đó, thì lúc này nó sẽ dẫn cho tôi đến là mươi 24 giờ. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo kết của trang web mà bạn thường xuyên sử dụng ra màn hình desktop của máy tính nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi